Hello, xin chào anh chị các bạn. Hôm nay mình tiếp tục ra video ngắn khung hình dọc giới thiệu cho anh chị các bạn. Mà đầu tiên là xin chia sẻ anh chị các bạn cần liên hệ mình về tư vấn hỏi han và giá cả, số điện thoại trên đầu nha. Ngay đầu video mình giới thiệu luôn, mình không có trả lời những cái bình luận, bởi vì bình luận không có giải quyết được vấn đề trên YouTube anh chị các bạn. Bình luận số điện thoại cũng không được, nó hạn chế rất nhiều so với Facebook. Anh chị các bạn có nhu cầu xin liên hệ số điện thoại trên đầu video. Anh chị có thể gọi hoặc nhắn tin Zalo. Lưu ý là Zalo của Tuấn David luôn luôn đầy, không thể kết bạn được. Anh chị các bạn chọn phần gửi tin nhắn sang Zalo là mình sẽ trả lời anh chị. Đừng có chờ kết bạn bởi vì kết bạn không được nha. Rồi ok, vào vấn đề. Mình xin giới thiệu lại cái box TV bên mình. Có những cái nét rất là mạnh. Mình nói nhiều video khác rồi. Thứ nhất là âm thanh cực hay, chuẩn flat. Thứ hai là phù hợp với YouTube karaoke. Còn hỏi những câu hỏi khác, ví dụ như có xuất tiếng qua dây HD hay không? Có. Có xuất âm thanh qua cổng quang optical cáp quang hay không? Có. Có xuất âm thanh qua Bluetooth hay không? Có luôn. Có tất cả các cái tiêu chuẩn của những box khác. Có coi TV được VTV Go? Có. TV 360 có. Ok, coi được luôn. Chúng ta chỉ cần cài vô thôi. Mà những cái đó là mình không cài sẵn, mình chỉ cài YouTube. Rồi. Một nét đặc biệt nữa là cái box mình chuyên cho ai? Chuyên cho những đối tượng anh em làm karaoke cho thuê, dành cho khách bấm thì dùng remote nói, và dành cho người chủ dàn trực thì chúng ta nên dùng chiếc điện thoại điều khiển, nó có nhiều cái lợi thế hơn rất là nhiều. Và đặc biệt hôm nay mình muốn triển khai thêm cái box này, mở rộng thêm khách hàng nữa, đó là ai? Đó là những chủ quán cà phê, nói chung là những cái nơi công cộng. Chúng ta dùng cái màn hình nhỏ, hoặc là những quán cà phê bây giờ mình đa phần mình thấy các chủ quán là chỉ cần cái màn hình nhỏ để mở nhạc thôi, để quản lý control thôi, chứ không cần để phải người ta bây giờ người ta không xem TV nhiều trước nữa. Chỉ có lâu lâu thỉnh thoảng có vài trận đá bóng thế này thế kia thì người ta tập trung những quán chuyên mở đá bóng, còn những quán bình thường người ta cũng không có coi. Nên thành anh chị các bạn đầu tư chiếc Smart TV á, thì mình không bàn ở đây để mắc lòng đến những người bán khác nha. Thì nó phù hợp nhưng mà nó dư tiền, nó tốn tiền hơn với những chiếc Smart TV có thể lên tới 10 triệu, hơn 10 triệu. Chúng ta chỉ cần mua một cái màn hình cụ bắp một vài triệu một cái màn hình, như các màn hình đây mình hàng cũ mình mua lại 500 ngàn thôi. Chúng ta kết hợp với chiếc box này thì mở nhạc cho quán cà phê rất là ok. Nói chung cho những cái nhà hàng, quán ăn, khách sạn, những cái nơi mà nhiều người ra vào và sử dụng chung một hệ thống wifi thì những cái chiếc box khác và những cái màn hình thông minh smart là nó có cái ưu điểm gì? Ưu điểm là bất kỳ thiết bị nào, ví dụ mạng wifi nhà mình, chiếc điện thoại này hoặc là chiếc điện thoại này kết nối chung thì tất cả những thiết bị điện thoại đó có thể điều khiển và bắn bài lên YouTube lên trên này và hạ bài khác xuống, nói chung gọi là chen lấn, đều ai cũng điều khiển được hết. Thì nó xảy ra một cái hiện tượng là rất là bực. Ví dụ như vào quán cà phê mình ngồi, mình đang nghe bài nhạc thiệt hay vậy, cái là người khác họ chen vô họ mở cái bài khác. Bởi vì ai cũng có quyền mà đúng không? Ai cũng có quyền. Còn cái box này thì sẽ cấm cái quyền đó, không cho kết nối wifi, rất là hạn chế. Nói chung khi các bạn biết cách thì mới chen vô được, mà muốn chen vô bằng kết nối wifi thì phải có sự điều khiển của cái mod TV, cái mod bắt đầu của người chủ cái thiết bị này mới vô được. Còn bình thường thì chỉ dùng mã liên kết để cấp cho một hoặc hai cái thiết bị nào đó. Nói chung N thiết bị nó không có hạn chế, nhưng mà dùng cái mã liên kết là nó độc quyền, chỉ có chủ mới được điều khiển cái bài đó lên cái hộp box này. Thì cái màn hình TV chúng ta mở một lần đầu tiên để chúng ta chọn qua cái app YouTube, chúng ta mở nó lên thì mới liên kết được cái điện thoại qua cái box này, và sau đó chúng ta tắt màn hình TV đi, không cần nữa, không cần phát màn hình TV nữa. Và chúng ta điều khiển mọi thứ. Bây giờ mình quay lại màn hình lại cho anh chị các bạn xem nha. Đặc biệt mình giới thiệu cho bầu show làm karaoke là những cái video trước, video hôm nay là dành cho anh chị chủ quán cà phê, nhà hàng, khách sạn. Rồi đầu tiên chúng ta mở box lên, đây box đây thì nó sẽ như thế này. Nhìn nếu cái TV thông minh đó, smart đó, là anh chị các bạn chỉ cần mở lên thôi là lấy cái điện thoại là sẽ nhìn thấy được cái tên TV đó ở trên cái phần kết nối của cái app YouTube, rất là bất lợi cho những anh chủ đang mở nhạc này hay cái mấy đứa nhỏ nó mở nhạc khác, rất là dễ quýnh lộn với nhau đúng không? Mình từng bị rồi. Bây giờ lấy chiếc điện thoại này, chúng ta tìm cùng wifi với cái TV này đó, tìm thì sẽ không bao giờ thấy được cái TV này, gọi là cái box á. Mình sẽ tắt đi. Đây, tìm đây chúng ta sẽ không thấy được. Đó, nó đang quay đó. Cái chiếc điện thoại này với cái box này là chung một wifi đó anh chị các bạn, nhưng tìm mãi sẽ không thấy. Bây giờ muốn thấy nó được thì chúng ta phải lấy cái remote, chọn sang phần cái
app YouTube này. Đó, chọn sang cái app YouTube. Rồi, rồi mở nó lên. Chỉ cần mở lên thôi, chứ không cần phải mở bài. Rồi sau đó chúng ta lại lấy chiếc điện thoại lúc nãy. Lấy chiếc điện thoại lúc nãy. Chúng ta quét lại thử có hay không. Nó có nhưng mà nó hạn, nó chúng ta biết cách thì vẫn kết nối được bằng wifi, nhưng mà mình đã cấm ở dưới dạng là không cho hiển thị rồi. Box này bên mình can thiệp nên thành tìm mãi sẽ không ra. Sẽ không ra, đó. Lấy nét cho anh chị các bạn xem, đang tìm thiết bị không có. Mãi không có. Buộc chúng ta phải bấm vào liên kết bằng mã TV. Ok chưa, liên kết bằng mã TV đây. Rồi trên cái remote mình làm cả một tay vừa quay vừa ấy, anh chị các bạn thông cảm. Remote chúng ta bấm qua bên phải, vào trang chủ đó, bấm xuống cái phần cuối cùng, nó sẽ có cái ô cài đặt. Bấm sang bên phải, rồi tiếp tục bấm xuống nữa cái chỗ liên kết mã TV. Liên kết mã TV đây. Rồi, mỗi lần như vậy là nó hiển thị những cái mã ngẫu nhiên. Và chúng ta nhập vô cái ô này trong chiếc điện thoại, nó đang chờ đây. Đang ngủ màn hình rồi, chờ đó, đang chờ đó. Chúng ta nhập cái 12 chữ số này vô. 12 chữ số này vô. 359. Rồi. 359 283 83 563. Và cuối cùng là 558. 558. Nó hiển thị liên kết. Chúng ta bấm liên kết cái là nó kết nối được với cái TV liền. Chờ một chút. Đó. Trên đây nó sẽ bấm đó, kết nối với TV Samsung A13. Đó, thằng mở cái đài bắn lên không? Rồi, đóng trình phát nè. Là nó sẽ không kết nối nữa. Và bây giờ chúng ta tắt cả cái wifi này luôn. Đây, cái điện thoại này chỉ cần 4G cầm bất cứ đâu, cứ có mạng internet là điều khiển được cái TV này. Cho dù anh chủ quán có đi đâu cũng được. Rồi, chúng ta tìm bài khác. Ví dụ tìm trên đây. Liên khúc nhạc xuân 2024. Tìm trên điện thoại á. Thấy chưa? Đây. Rồi. Play. Rồi nhìn trên kia. Đó. Mình tắt cái âm thanh cái để nó bị bản quyền. Rồi. À, anh chị các bạn thấy chưa? Chiếc điện thoại mình này không hề có wifi, đã tắt rồi. Đó, chỉ có sóng 4G thôi. Sóng 4G thôi. Mà nó quản lý được cái TV đó. Mở bài khác nè. Trên kia chạy bài khác nè. Đó, chạy bài khác. Bây giờ không có điện thoại nào vào được cả. Đó, bây giờ mở wifi lại nè. Mở wifi lại. Rồi chúng ta vô ra, chúng ta hủy cái trình phát này. Hủy. Để xem kết nối lại thử có thấy được wifi hay không. Đóng kết nối luôn. Đó. Vẫn là một cái TV YouTube TV 4, tức là cái mà đã kết nối rồi đó. Đã kết nối rồi, nó có đó anh và chị các bạn. Đây nè. Đó. YouTube TV 4 là cái đã kết nối rồi. Đó. Bây giờ chúng ta chuyển sang wifi nè. À, tắt wifi nè. Đó. Con đang có wifi nè. Thấy chưa? Có wifi đó. Bây giờ mình vuốt xuống mình tắt wifi nè. Tắt. Đó. Vẫn thấy được cái YouTube On TV 4, tức là cái TV này đã kết nối với mã liên kết với chiếc điện thoại. Đây, coi lại nè, quét lại nè, thoát ứng dụng để quét lại. Rất phù hợp cho các anh chị chủ quán quán cà phê, các cái công xưởng cũng như là công cộng, khách sạn đó. Liên kết mã TV tức là liên kết với cái TV mới, còn YouTube On TV 4 là cái mình đã liên kết bằng mã. Đó, lên nè. Chuẩn bị coi lên nè. Đó, lên nè, không? Lên nè. Bây giờ mình phát bằng video khác nè. Phát video khác đây. Chờ chút nó sẽ lên nè. Chúng ta sẽ mở lại cái YouTube. Do nãy mình tắt cái YouTube ở trên, tắt cái ứng dụng ở trên kia rồi. Mở lại cái ứng dụng trên cái đầu bóc. Đó, thì nó mới vô được. Đó, vô được liền, không? Mở lại ứng dụng lên đầu bóc nó vô được anh chị các bạn. À, bây giờ mình chuyển sang wifi. Thêm wifi nữa. Coi thử nó có thấy được cái TV hay không. Thấy không?
vẫn chỉ là cái tivi 04 thôi, không thấy cái khác. Đó, mình giới thiệu cái bốc. Nó đơn giản vậy thôi. Đơn giản vậy thôi. Đó. Rồi, anh chị các bạn nhìn số điện thoại liên hệ để đặt hàng hoặc là ủng hộ hoặc là hỏi thêm gì nha. Cái bốc thì ai cũng có thể bán được. Nhưng mà những cái cơ bản mình gạch đầu dòng rồi, âm thanh hay là cái tiêu chuẩn, không dành cho gia đình mà dành cho những anh em đi show cho thuê. Âm thanh rất là hay, rất là chuẩn. Có Bluetooth, có cáp quang, có âm thanh UHD cắm sang TV. Và đặc biệt chặn cái tính năng kết nối với cùng một mạng wifi với những thiết bị điện thoại khác, tránh cái tình trạng mà làm phiền. Ở trong nhà đang xem TV, dễ cái đứa khác nó có điện thoại nó mở bài khác mất, rất là bực. Hoặc là cái nhà hàng, khách sạn, những cái nơi người ta đang mở cái bài này để cho khách nghe liêu riêu, vậy cái đứa nào nó dùng điện thoại nó bắn cái bài cải lương lên, Lan ơi, Lan ơi, Lan ơi, Lan điệp đừng mở dây chuông đó, coi như là ức chế. Thì hôm nay mình giới thiệu thêm cho một thành phần khách hàng nữa là thành phần quán cà phê, nhà hàng, khách sạn. Thân cảm ơn anh chị các bạn xem video nha. Có nhu cầu liên hệ mình số điện thoại, gọi hoặc là nhắn tin Zalo. Nhắc lại Zalo mình luôn luôn đầy, anh chị các bạn chọn gửi tin nhắn, đừng chờ kết bạn nha. Cảm ơn rất là nhiều. Bye bye.